Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hồ Lễ. Tiếp tục những clip về mạng thuật, thì trong clip này mình sẽ dẫn các bạn cách đăng nhập game Roblox cũng như là tải game Roblox mới nhất luôn trên cái máy tính của mình ha. Hiện tại mình đang sử dụng một cái laptop ha, cũng khá là ok đó. Thì để mà theo kinh nghiệm mà chơi game Roblox của mình á, thì đối với những cái máy nào mà cấu hình nó hơi yếu với các bạn, yếu như thế nào? Yếu thì là những cái xung mà nó thấp khoảng tầm hai chấm mấy á, 2 chấm mấy GHz. Các bạn có xem ở cái phần đây là cái phần đây, các bạn vào trong cái window ha, các bạn gõ từ khóa là run nè, run ha, sau đó các bạn nhập cái từ khóa là ở chỗ open ha, các bạn nhập từ khóa là dxdeg, các bạn nhấn ok cho mình nha. Rồi các bạn sẽ thấy cái xung ở cái CPU này, processor nè, chỗ mà chip đó, processor dưới cái phần BIOS có chữ processor. Thì các bạn sẽ thấy chỗ này là tên của cái chip ấy ha, mình đang dùng như mình là i5 nè, 9000H nè, thì 2,4 GHz đấy, 2,4 GHz. Mà nếu mà các bạn cái xung khoảng tầm 2 chấm trở lên á, 2 chấm 2 chấm 4 trở lên ha, và nó có là chip từ i5 trở lên thì là ok. Còn nếu mà i3 mà xung mà tầm i5 nhưng mà xung mà dưới 2 chấm thì là cũng không ổn nữa các bạn chơi game á, và đặc biệt là các bạn phải có kẹt đồ họa nha. Như của mình là kẹt đồ họa là các bạn nếu mà sử dụng kẹt đồ họa mà từ một một năm một một năm năm không ti á, một mà 1050 ti trở lên là ok nha các bạn nha. 1050 thì hơi 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 ok, chứ còn từ 1050 ti trở xuống thì nó hơi yếu nha các bạn nha, và càng xuống nữa thì càng yếu, càng khó chơi game Roblox. Thì đó là cái lời khuyên của mình đối với cái cấu hình máy tính ha. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập nha. Các bạn nhấn vào login nè, rồi thì mình sẽ đăng nhập bằng cái nick Roblox của mình ha. Mình nhấn vào login nè, đấy thì mình đã làm một clip đăng ký tài khoản Roblox rồi nha, các bạn có thể xem ngay góc chỗ y nha, mình đã hướng dẫn rồi. Vào clip đó để xem, mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký trên bằng điện thoại, rất là đơn giản luôn, các bạn hãy nhấn vào góc chỗ y ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái game Roblox nha các bạn nha, Block Fruit này đây đó, cái game nào mà nhiều người chơi nhất các bạn, 423.000 nè, mình nhấn vào đây nha. Rồi sau đó thì nó sẽ có một cái nút là Play ở đây, các bạn nhấn vào, sau đó nó bắt tải về đó, các bạn. Thì khi mà mình chỉ cần tải về thôi, đơn giản lắm, download install Roblox nè các bạn. Đấy, các bạn nhấn vào download ha, ok chưa? Rồi sau đó các bạn nhấn cài đặt nè, đấy, cái ứng dụng vừa tải về nè, các bạn nhấn vào thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ như này, connect to Roblox nè, rồi không thì mình sẽ connect thôi để cho nó kết nối, sau đó thì nó sẽ tiến hành cài đặt ha các bạn. Và nếu các bạn mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để mình có nhiều lượt đăng ký để mà giúp mình ủng hộ lên mình 100.000 đăng ký nha các bạn nha. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều, mà thực sự là rất nhiều bạn xem clip của mình mà không đăng ký kênh luôn, rất là buồn ha, thiếu động lực để mình làm lại clip đó các bạn. Mày thấy mấy cái bạn kênh khác thì đăng ký cực kỳ nhiều mà kênh mình thì đăng ký ít quá. Rồi nó install, nó cài đặt là gần xong rồi các bạn, hãy nhấn ok nè, rồi nó báo là Roblox đã được, cái game Roblox đã được cài đặt thành công các bạn, nhấn ok ha. Rồi nó báo cái bước 4 nè, mình đã hoàn thành, sau tới bước 3 rồi nè, cài đặt nhấn ok rồi nè. Rồi tới bước 4 là sau khi cài đặt thì nhấn vào join below, click nè, nhấn join nè. Rồi các bạn nhấn là đây, nó báo là open Roblox này, các bạn tích vào đây cho mình là always onload roblox.com này, các bạn nhấn open Roblox. Rồi sau đó thì nó bấm là nó hiện là một cái cửa sổ là start Roblox, là bắt đầu game đó các bạn, đấy là bắt đầu vào game này các bạn. Đây rồi đó, rất là đơn giản luôn không, nhấn vào của mình đó các bạn ha.